Ca sĩ Quang Dũng và trận ốm nguy kịch Ca sĩ Quang Dũng vừa bước qua tuổi 49 kèm theo trận ốm nguy kịch khi anh chỉ có một mình chống chọi với Covid-19 tại nhà ở Mỹ. Không mê tín nhưng quả thực tôi chưa bao giờ trải qua hạn lớn như thế lại vào đúng năm tuổi. Sợ kinh khủng, tôi bị ám ảnh mất một thời gian, anh chia sẻ. Trận ốm nguy kịch, năm vừa rồi tôi bị Covid-19, mém tiêu lúc ở Mỹ, bị nặng mà không có ai bên cạnh. 8 ngày sốt, tôi xuống 9 ký, bị xong, người mình xanh lét giống như không có sức sống. Quang Dũng Kể, được khuyên nhập viện nhưng anh không dám đi vì lo ở Mỹ không có ai thăm nom. Bạn bè chỉ còn cách mua giúp đồ ăn để ngoài cửa. Anh cho hay, trong đời đi hát, viêm họng, sốt là chuyện thường, uống thuốc là khỏi, lần bị này là nặng nhất. Anh lúc đó cũng hoảng nên ai bày gì cũng làm theo. Chẳng hạn mỗi ngày 3 lần anh uống thuốc cảm, tổng cộng 60 viên trong 10 ngày, sau này mới biết uống liều cao như thế có thể gây chảy máu dạ dày. Ngày nào anh cũng sông lá hai đến ba lần mà không biết như thế sẽ khiến cơ thể bị mất nước. Hậu quả là nhiều lúc anh không đi nổi, có đêm lúc mê lúc tỉnh không biết mình đang ở đâu. Những lúc tỉnh táo chỉ biết nằm niệm Phật. Cả gia đình anh cứ đến tháng 7 âm lịch là ăn chay nguyên tháng. Các tháng khác ăn chay vào 30, mùng 1 và 14, rằm. Nhà mình làm gì cũng coi ngày giờ. Thời gian mình bị Covid-19, ở nhà mẹ và chị cũng đọc kinh hồi hướng cho mình cũng như hàng ngày mình vẫn tích đức mới vượt qua được. Quang Dũng nói, hướng con trai học nhạc nhưng con chỉ thích máy tính. Anh cũng cho biết vẫn duy trì việc uống thuốc để chị chứng mất ngủ mọi người chỉ cách đi tốc làm tế bào gốc uống thuốc đông y nhưng tôi quen uống thuốc ngủ 8 đến 9 năm nay rồi mất ngủ đến đêm thứ ba là rất mệt mất năng lượng nên cứ uống thuốc để ngủ đi nhậu với bạn nghĩ là say tối sẽ ngủ được nhưng rồi đến 3 4 giờ sáng cũng phải uống thuốc để giấc ngủ dài hơn chẳng bay mười mấy tiếng mà không có thuốc ngủ cảm giác như 2 đến 3 ngày lâu kinh khủng có người cho rằng việc liên tục thay đổi múi giờ dẫn đến chứng mất ngủ của Quang Dũng Thời gian trước cứ một tháng ở Mỹ tháng sau anh lại ở Việt Nam. Hiện anh dành thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh với mẹ và chị gái nhiều hơn. Ở Mỹ, Quang Dũng, sống gần nhà của vợ cũ để gần gũi cậu con trai Bảo Nam nay đã 16 tuổi. Anh hướng cho con trai học piano từ nhỏ nhưng Nam chỉ say mê máy tính chứ không định theo âm nhạc. Quang Dũng cho hay, Bảo Nam giờ ít nói hơn, đi học về cũng muốn có sự riêng tư. Mình muốn con lúc nào cũng gần gũi nhưng khi con lớn muốn tự lập cũng là điều tự nhiên khi phóng viên hỏi có thú vui gì để cân bằng cuộc sống quang dũng trả lời sống đến tầm này mọi người cho rằng phải có tình yêu có người để chia sẻ mình cảm thấy bao nhiêu năm nay mình vẫn hạnh phúc mình đang có một đời sống rất ổn định về gia đình bạn bè mọi thứ nên mình cũng không quan tâm đến tình yêu đến thì vui mà không đến cũng chả sao giống như ông trời cũng không cho ai tất cả mình đã có hành trình âm nhạc với bao nhiêu thương mến khán giả dành cho suốt bao nhiêu năm để đổi lại gọi là không có tình yêu hay không nghĩ đến tình yêu cũng chả sao Quang Dũng cho biết đã được thuyết phục tham dự. Anh trai vượt ngàn trong gai. Nhưng tôi thấy khó quá. Tôi chưa tham gia game show bao giờ vì tôi nói chậm, làm còn chậm hơn. Nên thấy ai nói nhanh, năng động là tôi rất phục. Quang Dũng sẽ cho ra mắt hai album đĩa than vào giữa năm nay và đang tìm thời điểm thích hợp để làm live show kỷ niệm 30 năm ca hát. Vào 8 tháng 3 này anh cùng Hồng Nhung diễn chung đêm nhạc, tình nhớ, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội. Quang Dũng cho hay anh quy y và quen đi chùa từ nhỏ, khi đến chùa ở bất cứ đâu mình cũng không thấy ngỡ ngàng. Biết cách thức, giờ giấc tổ chức trong chùa. Xưa đi chùa đọc kinh hàng đêm 7 giờ đến 7 giờ 45. Tùy theo mùa, ví dụ vào tháng 4 âm lịch sẽ tụng kinh thích ca, tháng 7 kinh báo hiếu, nhưng mở đầu bao giờ cũng bằng chú đại bi. Hoa hậu đông con nhất nhì sâu biết Việt U40 vẫn đẹp nõn nà, đáp trả tinh tế khi bị nói đẹp mà hai đời chồng.